Dạ, mến chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. Thì sau hôm nay em đi sẽ ăn cơm sườn và sẽ review cái quán cơm sườn này cho cô chú anh chị cùng xem nha. Thì quán cơm sườn này nằm ở trên đường 20 tháng 12 của chú anh chị ở Thuận An, Bình Dương nha. Thì hôm nay em đi đến quán cơm sườn, em kêu một dĩa cơm sườn trứng, sườn bì trứng là cô chú anh chị thấy không? Trước mặt của chú anh chị đây là một dĩa cơm sườn bì trứng nha. Thì cái một dĩa cơm này chỉ có giá 25k thôi cô chú anh chị ạ. Rất là rẻ luôn. Cái dĩa cơm sườn trứng này là được một cái trứng chiên ốp la này cô chú anh chị. Cái trứng chiên ốp la thì nó không có chín nha, nó chỉ chín bên ngoài thôi, còn cái nhân màu đỏ đỏ này là thì chưa chín nha cô chú anh chị. Nhưng ăn rất là ngon cô chú anh chị ơi. Cái bì thì rất là nhiều luôn nè. Rồi thêm một miếng thịt sườn đem đi nướng cô chú anh chị. Sườn nướng thì ăn thì rất là mềm cô chú anh chị ạ. Không có dai nha, không có cứng luôn. Không biết họ ướp đồ như thế nào mà ăn thịt rất là mềm luôn. Ăn rất là ngon, mềm không dai cũng không cứng nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị thấy trứng đây không? Cái nhân trồng đỏ bên trong thì nó chỉ tái tái thôi nha cô chú anh chị, ăn rất là ngon luôn. Kèm theo là rau xào cô chú anh chị, quấy dưa leo nữa. Cái quán này cũng mở khá là lâu rồi, rất là đông khách nha cô chú anh chị. Sáng sớm em vô ăn thì cũng thấy rất là đông khách ghé đây mua đem về cho anh chị. Một số thì mua đem về, một số thì ăn tại chỗ nha. Thì hôm nay em đi ăn ở quán này thì em công nhận cái quán này bán cơm tấm rất là ngon luôn nè. Nên em mới review lại để quảng cáo giới thiệu cho cô chú anh chị gần xa xem để biết có ai đi ngang cái quán trên đường 22 tháng 12 thì có thể ghé ăn thử nha. Vừa rẻ mà vừa ngon nha cô chú anh chị. Chỉ có 25k thôi một phần cơm như thế này nè. Cơm cũng vừa ăn nha cô chú anh chị, không có nhiều cũng không có ít nữa, cũng vừa cho một người ăn nè. Thì mấy hôm nay em review bún cháo phở cũng rất là nhiều rồi, thì hôm nay em sẽ đổi sang cái món cơm tấm sườn bì chả trứng nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy không, em ăn cái tô cái dĩa cơm này cảm thấy ngon cô chú anh chị ạ. Cũng khá là lâu rồi em không có ăn cái loại món cơm tấm này nè cô chú anh chị, nên hôm nay em quyết định ăn cơm tấm và để thưởng thức cái món cái cơm tấm của cái quán này xem như thế nào. Thì theo cảm nghĩ của em thì rất là ngon nha cô chú anh chị. Theo cô chú anh chị thấy thì cũng cái dĩa cơm tấm này cũng vừa ăn nè, không có nhiều cũng không ít, cũng vừa tầm thôi, được một chén canh rất là nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè cô chú anh chị, rất là ngon luôn nha. Cô chú anh chị xem kênh của em cho em một like và một đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Nếu cô chú anh chị muốn em review món gì thì hãy để cái comment phía dưới giúp em nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh em bấy lâu nay. Thì cái quán này cho một chén súp rất là nóng hổi luôn, tại gần Tết nên thời tiết cũng hơi se lạnh đó cô chú anh chị. Sáng cái ăn cơm tấm như thế này mà được một chén canh nóng nóng này húp vô rất là ngon luôn cô chú anh chị ơi. Cái quán này thì nằm ở vỉa hè nha cô chú anh chị, không có nằm ở cái quán to như các quán cơm khác, nằm là cặp mé lề đường luôn. Thì bất ngờ em vô đây em ăn thử thì rất là ngon. Theo em thì quán này bán đông lắm cô chú anh chị, mỗi ngày bán từ sáng 6 giờ sáng bán cho tới 9-10 giờ đêm luôn cô chú anh chị à. Mà khách đến ăn cũng khá là đông, không có lúc nào mà không đông khách hết. Ở đây thì em được biết thì cái quán này bán cũng khá là lâu rồi, cũng nổi tiếng khá là lâu rồi, nhưng cũng nhiều người cũng chưa biết đến cái quán cơm này á. Nên hôm nay em đến đây em ăn thì em giới thiệu cho cô chú anh chị biết cái quán này ăn rất là ngon, để cô chú anh chị ở gần cái khu vực này á cũng có thể là ghé ăn và thưởng thức cái món cơm tấm này nha cô chú anh chị. Ăn rất là ngon cô chú anh chị ơi. Gặp thêm cái chén súp này húp rất là phê luôn nè, nó nóng nóng mà vừa ăn luôn cô chú anh chị, húp rất là ngon. Hôm nay em đến là em phái cái quán này rồi đó cô chú anh chị ạ. Tại kênh em thì kênh mới, anh em review ẩm thực đường phố vỉa hè để gửi tặng cho cô chú anh chị cùng xem. Cô chú anh chị gần xa yêu mến kênh của em á thì cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Em cũng sẽ tiếp tục đi review những cái quán ăn ngon vỉa hè lề đường mà giá thì bình dân để giới thiệu quảng cáo đến cô chú anh chị ai gần xa để biết. Và cũng khi nào có cô chú anh chị có dịp thì cũng có thể ghé ăn và thưởng thức những cái món ăn của Việt Nam mình nha. Bình dân thôi, giản dị thôi, nhưng đậm chất quê hương nha cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị thấy không, nãy giờ em ăn mà cũng gần hết một cái dĩa cơm luôn rồi.
rất là ngon, bạn nhiệm rất là phải ăn cái dĩa cơm tấm ở nơi đây, ăn rất ngon, thịt rất là mềm luôn, dĩa cơm vừa ăn vừa no luôn nha cô chú anh chị, cũng không nhiều không ít luôn, là giá thì rất là bình dân luôn nè, nằm trên đường 22 tháng 12 nha cô chú anh chị, nằm cặp lề đường luôn chứ không có xa xôi, cũng dễ tìm lắm cô chú anh chị ạ. Mình đi mình thấy cái quán cơm tấm, cái tên phía sau mà em cũng quên cái tên nè, nếu mà em còn nhớ cái tên em sẽ nói cái tên quán này để cho cô chú anh chị gần xa biết nha. Thôi em ăn cũng sắp hết rồi, lời cuối em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem và theo dõi hết video của em, em xin cảm ơn rất là nhiều luôn, rất mong cô chú anh chị vẫn ủng hộ kênh em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo nhé.